chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Toàn cảnh bóng đá Việt Nam. Các cuộc đua ở cả nhóm dẫn đầu và ở các vị trí cuối bảng của V-League đã bắt đầu có sự tách tốp. Thế nhưng trái bóng ở V-League vẫn chứa đựng rất nhiều những bất ngờ thú vị. 20 bàn thắng đã được ghi ở vòng đấu thứ 6 và cùng với đó là rất nhiều những điểm nhấn đáng được chờ đợi. Tất cả sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Toàn cảnh bóng đá Việt Nam ngày hôm nay. Trận cầu tâm điểm vòng 6, SHB Đà Nẵng đọ sức cùng Hà Nội T&T trên sân Chi Lăng. Huấn luyện viên Lê Thụy Hải có trận đấu đầu tiên sau khi trở lại dẫn dắt BKM Bình Dương. Liệu huấn luyện viên được mệnh danh là thầy phù thủy này có đem lại được những điểm sáng mới mẻ cho đội bóng đất Thủ Dầu Một? Sông Lam Nghệ An vẫn đang thể hiện phong độ ấn tượng. Liệu họ có thể tiếp tục đưa hưởng niềm vui chiến thắng trong cuộc đối đầu với Đồng Tâm Long An? Trong chuyên mục tiêu điểm, hãy cùng các chuyên gia phân tích những chuyển động hướng tới Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa 7. Chúng ta hãy cùng bắt đầu từ sân vận động Chi Lăng, nơi diễn ra trận cầu tâm điểm của vòng đấu giữa SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T. Buộc phải thắng để ngăn chuỗi trận không thành công, SHB Đà Nẵng nhanh chóng đề cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với sự cơ động của tuyến giữa, đội chủ nhà dễ dàng khống chế thế trận và tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Dương Hồng Sơn. 4 trận liền không ghi bàn cho đội bóng sông Hàn, Gaston Melo tỏ ra khá nôn nóng trong những pha dứt điểm của mình. Dù có khá nhiều cơ hội, nhưng bầu mộng người Argentina không thể khai thông thế bế tắc cho đội chủ nhà trong hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên, ngay những phút đầu hiệp 2, Gaston Melo đã tìm được mảnh lưới đối phương. Cú đánh đầu hiểm hóc của tiền đạo này đã không cho Dương Hồng Sơn cơ hội cản phá. Có được bàn thắng, đội chủ sân Chi Lăng co về phòng ngự, nhường hẳn khu vực giữa sân cho đối phương. Thế nhưng, dù cầm được nhiều bóng hơn, song các phương án tấn công của đội khách đều không thể vượt qua hàng thủ chơi rất chắc chắn của SHB Đà Nẵng. Bảo toàn được chiến thắng 1-0 cho đến tận phút cuối, SHB Đà Nẵng đã có được chiến thắng sau chuỗi 4 trận toàn hòa và thua. Chia tay sân Chi Lăng, chúng ta hãy cùng tới với sân vận động Thống Nhất. Những kết quả khích lệ gần đây khiến Tân Bình Đồng Nai rất tự tin cho dù đối thủ là xi măng Xuân Thành Sài Gòn. Những hình ảnh này giờ chỉ còn là dĩ vãng. Hai trận đấu đầu mùa trên sân nhà, lượng cổ động viên đến sân cổ vũ cho đại diện duy nhất còn lại của bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh là rất khiêm tốn. Các cổ động viên quay lưng lại với đội nhà cũng phải, bởi họ đã phát chán với những lần thay tên đổi họ xoanh xoạch, hăm dọa giải tán, cùng với đó là những phát biểu ồn ào của anh em nhà bầu Thụy. Vị huấn luyện viên thì còn nóng máu hơn cả các cầu thủ, để rồi bị đình chỉ hai trận đấu, cùng với đó là mức tiền phạt 5 triệu đồng với lý do xanh dần. Khi mà thấy cầu thủ mà bức xúc mà nóng như vậy á, tôi kiểm soát bằng cái cách cá nhân của tôi phải nóng hơn các bạn đó nữa. Thì cầu thủ thấy mình nóng lên thì cầu thủ nó mới bị dịu lại được. Và trong cuộc đối đầu cùng với Tân Bình Đồng Nai, Xuân Thành Sài Gòn phải trả giá cho việc thiếu thầy chỉ đạo trực tiếp trên sân khi đã thi đấu rất rời rạc. Hàng thủ, đặc biệt là thủ môn Nguyễn Minh Nhật đã mắc quá nhiều những sai lầm tạo điều kiện cho các chân sút của Đồng Nai cụ thể hóa được bàn thắng. 3 bàn thua mà chỉ có được 1 bàn thắng, chủ nhà chấp nhận thúc thủ với lối chơi rời rạc và một tinh thần bạc nhược bởi thiếu thầy, thiếu thợ và cũng cả thiếu cả lực lượng cầu thủ thứ 12. Những yếu tố mà đối thủ Đồng Nai dù là đội khách lại hơn hẳn. Họ nhiều sai lầm ở hàng thủ nhiều quá. Duy nhất là vị trí thủ môn do họ đã bị phân tâm từ cái trận đấu trước vì mất một huấn luyện viên Trần Tiến Đại. Còn với đội khách, một chiến thắng xứng đáng dành cho những nỗ lực quả cảm đến tuyệt vời. Nhờ có cổ động viên cho nên anh em cũng là rất là sung, mà rất là sung đấy. Thế mọi khi đá thì là coi như vẫn kiểu như là lặng lẽ thôi, đi lặng lẽ về lặng lẽ, nhưng bây giờ là có một cái lượng cổ động viên, tôi nghĩ đấy là cái cầu thủ thứ 12 của một đội bóng. Chặng đường tại V-League 2013 là còn rất dài, có thể xem đây là tai nạn thứ hai liên tiếp của đội bóng kỳ lạ nhất của bóng đá Việt Nam. Túi tiền thì ở Ninh Bình, hộ khẩu nằm tại Thành phố Hồ Chí Minh, không cần đào tạo trẻ, không có cơ sở vật chất, nhưng thực trạng thấy rõ là khán giả Thành phố Hồ Chí Minh đang ngày càng quay lưng, ngoảnh mặt với đội bóng duy nhất còn lại của mình ở đấu trường đỉnh cao. Đó là cái giá mà Xuân Thành Sài Gòn phải trả cho cách làm ăn sổi của mình. Hành trình của chúng ta sẽ được tiếp tục với điểm đến là sân Long An. Đội đầu bảng sông Lam Nghệ An
liệu có thể tiếp tục mạch trận ấn tượng của mình khi đụng độ chủ nhà Đồng Tâm Long An. Phải thi đấu nơi đất khách, nhưng có cảm giác đây chẳng khác nào sân nhà của Sông Lam Nghệ An. Được sự cổ động của khán giả Nghệ An trên khán đài, đội khách tấn công phủ đầu, áp đảo ngay từ đầu trận và bàn thắng đến với đội bóng xứ Nghệ chỉ là vấn đề thời gian. Phút thứ 21, Phi Sơn có cú tạt bóng như đặt để Hector đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho Sông Lam Nghệ An. Sau bàn thua, các học trò của ông Vitan ồ ạt dâng lên tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng những cú dứt điểm của họ hoặc không chuẩn xác hoặc bị thủ môn Nguyên Mạnh hóa giải. Sang hiệp thi đấu thứ hai, Đồng Tâm Long An đã rất cố gắng để cầm cự nhưng vẫn không thể níu chân được các cầu thủ trẻ đồng đều và sung sức của đội khách. Phút thứ 80, tỷ số đã được nâng lên thành 2-0 cho đội bóng xứ Nghệ do công của Quế Ngọc Hải từ cú đá phạt góc của đồng đội. Hy vọng đã được lóe lên cho đội chủ nhà vì chỉ 4 phút sau, trong một đợt tấn công mạnh mẽ, tiền đạo Việt Thắng đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau một cú dứt điểm sệt. Thế nhưng, mọi chuyện chấm dứt với đội chủ nhà khi thủ môn Quốc Cường phạm lỗi với Calvin trong vòng cấm. Và Trọng Hoàng đã không mấy khó khăn để ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng xứ Nghệ từ chấm 11m. Một chiến thắng xứng đáng dành cho đội bóng đầu bảng. Sân vận động Thanh Hóa sẽ là điểm dừng chân tiếp theo của chúng ta. Hai đội bóng đang chơi khá ấn tượng từ đầu mùa là Thanh Hóa và xi măng Vi-xem Hải Phòng sẽ đối đầu với nhau. Đội bóng nào sẽ được hưởng niềm vui chiến thắng? Thất bại 1-3 trước Hà Nội T&T đã chấm dứt chuỗi trận thăng hoa của Thanh Hóa dưới thời huấn luyện viên Mai Đức Chung kể từ đầu giải. Điều đó dĩ nhiên không làm giảm niềm tin của khán giả Thanh Hóa với đội bóng con cưng. Thế nhưng, sự hưng phấn của cổ động viên xứ Thanh đã bị dội gáo nước lạnh ngay ở phút thứ 5 khi Antonio bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Vĩnh Lợi, mở tỷ số cho đội khách. Thế nhưng, Thanh Hóa không phải là đối thủ dễ bị đánh bại ngay tại sân nhà. Các học trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nhanh chóng kiểm soát lại thế trận và tới phút 32, tỷ số được đưa về vạch xuất phát. Cú treo bóng cực kỳ khó chịu của Natacek đã được Lê Văn Thắng chuyển hóa thành bàn thắng san bằng tỷ số 1-1. Tới phút 43, chân sút hàng đầu của đội bóng xứ Thanh, Abbas có pha độc diễn tuyệt vời trước khi thực hiện cú dứt điểm gọn gàng ở cự ly gần, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Sang hiệp 2, thế trận vẫn khá hấp dẫn khi xi măng Vi-xem Hải Phòng dồn lên tấn công. Phút 71, đội khách bất ngờ được hưởng một quả phạt đền và Antonio không bỏ lỡ cơ hội đưa tỷ số về thế cân bằng. Đây cũng là bàn thắng thứ 6 của tiền đạo này kể từ đầu mùa. Những phút còn lại, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm chiến thắng nhưng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. Điểm nhấn ở những phút cuối là chiếc thẻ đỏ của Thanh Tuấn bên phía Hải Phòng ở những phút bù giờ. Tỷ số 2-2 phản ánh đúng thế trận trên sân và một điểm có lẽ đủ để hài lòng cho cả hai đội. Chúng ta hãy cùng tiếp tục cuộc hành trình với điểm đến là sân vận động Ninh Bình. Sự trở lại của huấn luyện viên Lê Thụy Hải mang theo nhiều kỳ vọng chấm dứt chuỗi trận bết bát của BKMX Bình Dương. Thế nhưng, đối đầu với một đối thủ khó chịu như Vi-xem Ninh Bình không bao giờ là điều đơn giản. BKMX Bình Dương đối với tôi nó như một người bạn, như một cái gia đình ấy. Tại vì thành công của tôi ấy, là chính là thành công của BKMX Bình Dương. Vì thế khi các anh ấy khó khăn anh gọi tôi thì tôi sẵn sàng. Còn thực lòng mà nói là tôi rất đang muốn nghỉ rồi. Tôi cảm giác như là mình trở lại nhà mình. Có lẽ những ân tình cũng là những nguyên nhân chính khiến cho ông Hải Lơ trở lại miền đất xưa. Sự trở về BKMX Bình Dương của ông Hải vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của những người hâm mộ bóng đá và kỳ vọng của những cầu thủ đã từng là học trò của ông trong giai đoạn hoàng kim ở BKMX Bình Dương. Sự trở về của huấn luyện viên Lê Thị Hải vào lúc này thật sự rất cần thiết cho chúng tôi. Ông hiểu rõ đội bóng và đã hai lần đưa chúng tôi lên ngôi vô địch. Chúng tôi tin ông Hải sẽ giúp đội bóng mạnh hơn và thay đổi được thành tích yếu kém hiện tại. Sau đầu mùa mà khởi tranh thì không được hoàn chỉnh, tôi nghĩ là chỗ trở lại của ông Hải sẽ tạo một cái đà mới cho cái từng cầu thủ cũng như câu bộ trong thời gian tới. Tất nhiên, những kỳ vọng có được đáp lại hay không thì chỉ có thể trả lời bằng phong độ trên sân cỏ. Tôi nghĩ là đội BKMX Bình Dương kể cả không có tôi cũng không thể xuống hạng được. Tại vì với một lực lượng như này mà xuống hạng nó kỳ quá, đúng không ạ? Đây mình nói có vẻ hơi dân dã nhưng mà đấy là sự thật. Thế thì tôi chỉ muốn là khi tôi đến đây thì tôi muốn nắp ghép lại các cái mảng miếng mà các em nó còn thiếu. Có lẽ điều được nhắc đến nhiều nhất trong cặp đấu giữa Vi-xem Ninh Bình và BKMX Bình Dương đó là hai từ đầu tiên. Cổ động viên BKMX Bình Dương mong chờ điểm số đầu tiên của đội bóng đất Thủ Dầu Một trong trận đấu chính thức đầu tiên của ông Lê Thụy Hải kể từ khi tái hợp với BKMX Bình Dương. Và ngay ở phút thứ hai, tân huấn luyện viên trưởng của BKMX Bình Dương đã được nở nụ cười
khi chứng kiến Anh Đức hạ gục thủ thành Quang Huy mở tỷ số 1-0. Sau bàn thua, Vissai Ninh Bình dồn lên tấn công và tới phút 22, pha đá phạt đẳng cấp của tiền đạo Nhật Tịch Đinh Văn Ta giúp đội bóng Cố đô Hoa Lư cân bằng tỷ số. Bên phía Vissai Ninh Bình, đây là trận đấu đầu tiên Văn Quyến được đá chính. Và trong trận đấu hiếm hoi được ra sân trong đội hình chính thức, tiền đạo người Nghệ An đã đặt dấu ấn khi phối hợp một chạm với Timothy tạo điều kiện cho vô phá lưới V-League mùa trước lập công đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-1 cho Ninh Bình. Đáng chú ý, đây cũng là pha lập công đầu tiên của Bò Mộng ở mùa giải năm nay. Hiệp đấu sôi động được khép lại với cơ hội nguy hiểm do Aniekan tạo ra, nhưng bóng tìm đến xà ngang không thành chủ nhà. Sang hiệp 2, cả hai đội đều đã tạo ra được những cơ hội ngon ăn, nhưng chỉ duy nhất có thêm một bàn thắng và niềm vui thuộc về đội khách ở những phút cuối cùng. Người lập công là Quang Vinh. Hòa 2-2, BKM Bình Dương đã có điểm số đầu tiên ở mùa giải mới. Còn huấn luyện viên Lê Thủy Hải đã có màn ra mắt không đến nỗi tồi. Điểm dừng chân cuối cùng của chúng ta sẽ là sân vận động Pleiku. Liệu Kilombank Kia Giang có thể tạo nên được bất ngờ trước cựu vương Hoàng Anh Gia Lai ngay tại phố núi? Hoàng Anh Gia Lai được đánh giá cao hơn Kilombank Kiên Giang và thực tế trên sân đã chứng minh điều đó. Thế nhưng, dù tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng phải nhờ tới sự tỏa sáng của Oshani, người cũ của Kilombank Kiên Giang, đội chủ nhà mới cụ thể hóa lợi thế bằng bàn dẫn trước ở phút 19. Những tưởng Hoàng Anh Gia Lai sẽ có thế trận dễ thở hơn, nhưng thực tế họ lại bị đẩy vào tình thế khó khăn khi để đội khách lấy lại thế trận. Đội khách bình tĩnh tổ chức những pha phạt công hết sức nguy hiểm và tới phút 45, Kiên Trung khiến khán giả chủ nhà như chết lặng với bàn thắng san bằng tỷ số 1-1. Sang hiệp 2, trận đấu diễn ra khá cân bằng, dù không tạo được thế trận đột biến, nhưng Hoàng Anh Gia Lai rốt cuộc vẫn giữ 3 điểm ở lại sân nhà và người hùng của họ là Oshani. Phút 81, cú sút từ ngoài vòng cấm khá hiểm của Oshani đã khiến thủ môn Văn Hưng bó tay. Với chiến thắng 2-1 đầy nhọc nhằn, Hoàng Anh Gia Lai đã cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng. Còn các học trò huấn luyện viên Lai Hồng Vân tiếp tục dậm chân ở phía cuối bảng xếp hạng. Một vòng đấu khá cân bằng cho cả chủ và khách khi có hai đội bóng chủ nhà giành chiến thắng là SCB Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai. Hai đội bóng có được niềm vui ở vòng đấu này là Sông Lam Nghệ An và Tân Binh Đồng Nai. Hai trận đấu còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Sông Lam Nghệ An đã bứt tốp ngoạn mục trên bảng xếp hạng khi đang hơn đội bóng đang đứng thứ hai là Hà Nội T&T tới 6 điểm. Bên cạnh đó, có tới 5 đội bóng đang có được 10 điểm sau 6 vòng đấu đầu tiên. Ở nhóm cuối bảng, một điểm đầu tiên đã giúp cho BKM Bình Dương thoát khỏi vị trí đội sổ, thay vào đó là Kilombank Kiên Giang. Ở vòng đấu thứ 7, do cả SHB Đà Nẵng và xi măng Xuân Thành Sài Gòn tiếp tục tham dự AFC Cup nên V-League chỉ diễn ra 4 trận đấu. Trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An sẽ đấu sức với xi măng Vissai Ninh Bình. Vissem Hải Phòng tiếp Hoàng Anh Gia Lai trên sân Lạch Tray. BKM Bình Dương và Đồng Tâm Long An chạm trán nhau trên sân Gò Đậu. Ở trận đấu còn lại, Kilombank Kiên Giang đọ sức cùng Thanh Hóa. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu Điểm. Tuần này, chúng tôi sẽ nói về vấn đề của ban kỷ luật cũng như những chuyển động hướng tới đại hội nhiệm kỳ 7 của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Và mời đến trường quay hôm nay là hai vị khách mời. Chúng tôi xin giới thiệu chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải, nguyên tổng biên tập báo bóng đá, và nhà báo kỳ cựu Phan Đăng, một cây bút thể thao hết sức xuất sắc của báo Công an Nhân dân. Xin hỏi hai vị khách mời, đầu tiên hai vị có thể nói cho người hâm mộ cùng nghe về cái sự ra đời của cái ban kỷ luật. Theo tôi được biết, những năm tôi còn ở liên đoàn thì thực ra mà nói ban kỷ luật được thành lập ấy, là để nhằm giảm áp lực cho ông trưởng ban tổ chức giải cái năm đấy thôi. Bởi vì là giải bóng đá được tổ chức thì có rất nhiều vấn đề, cho nên là cái việc chia sẻ cái trách nhiệm cho một cái cơ cấu tổ chức nào khác là một cái điều mà ông trưởng ban tổ chức giải ông rất thông minh. Tất nhiên là trong một cái giải thì tất nhiên nó có những cái vấn đề xảy ra, nhưng tôi nghĩ là ban tổ chức giải hoàn toàn là có đầy đủ các ủy viên, có những thành phần của ban tổ chức để xử lý cái việc đấy. Còn ban kỷ luật ý, là ban kỷ luật nếu là chung của liên đoàn thì là đúng hơn, chứ bây giờ lại có một cái ban kỷ luật trong ban tổ chức giải thì tôi nghĩ là nó đấy là một cái điều mà có lẽ ở Việt Nam mình là cái sự sáng tạo. Thưa anh Phan Đăng, có thể vì thế mà anh đã viết một cái bài báo rất là hay trên báo An Ninh cuối tuần phát hành ngày hôm qua, đó là xử án kiểu VFF. Anh có thể nói cho người hâm mộ cùng nghe quan điểm của anh về vấn đề mà của ban kỷ luật được không? Trước hết thì tôi phải nói thế này, ở khóa 3 và khóa 4 thì VFF có một cái ban là ban thi đua khen thưởng và kỷ luật, tức là có cả khen thưởng và kỷ luật do ông Vũ Hạng làm trưởng ban. Đến khóa 5, khóa 6 thì bắt đầu mới lập ra một ban gọi là ban kỷ luật. Như vậy là bỏ đi cái phần khen thưởng.
chỉ có cái vấn đề là vấn đề kỷ luật thôi. Thế thì kỷ luật cái gì? Cái nhiệm vụ của ban này nó có hai thứ. Thứ nhất là kỷ luật những cái vấn đề đại cuộc nói chung của bóng đá Việt Nam. Thứ hai là kỷ luật những cái vấn đề liên quan đến các giải bóng đá, trong đó có V-League, trong đó có cúp quốc gia, trong đó có giải hạng nhất, hạng nhì, hạng ba quốc gia. Tôi cho rằng là ở một nền bóng đá chưa có tòa án thể thao thì việc lập ra một ban kỷ luật để giải quyết từ những vấn đề đại sự cho đến những vấn đề tiểu sự của một vận động đời sống bóng đá là hợp lý. Cái bất hợp lý có chăng là cái cách mà cái ban đó nó giải quyết thế nào, thì đấy mới là cái chuyện đáng nói. Thì tôi cho rằng là cái việc mà ra đời của ban kỷ luật là hợp lý, nhưng cách giải quyết những vấn đề kỷ luật thì chưa hợp lý. Tôi lấy ví dụ một cái vụ thời sự nhất là Sơn Vinh. Sơn Vinh ở cái vòng đấu thứ 5 giữa Hải Phòng, giữa xi măng Xuân Thành Sài Gòn và chủ nhà Sông Lam Nghệ An là một cái sân mà khán giả tràn vào trong sân, phá vỡ cửa số 6 và tạo ra một cái tình trạng khủng bố tinh thần dữ dội đối với cầu thủ đội khách. Như vậy, ở một cái sân như thế, đấy là một cái sân mặc dù chưa vỡ nhưng nó suýt vỡ và nó là một cái sân đáng báo động. Cái sân đó nó gây áp lực cho cầu thủ đội khách, nó gây áp lực cho ông trọng tài. Và chúng ta biết rằng trận đấy thì trọng tài tưởng tượng một khoảng 11 mét cho đội chủ nhà. Tất nhiên, cái lỗi tưởng tượng đó có thể nó đến từ lỗi nhận định của ông ý, nhưng không loại trừ khả năng nó đến từ việc ông bị khủng bố tinh thần. Thế mà ban kỷ luật sau đó ra một bản án là cảnh cáo, chứ không phạt một đồng, một xu, một cắc nào của Sơn Vinh. Thì tôi cho rằng là cái kiểu kỷ luật như vậy nó khiến cho gia pháp bị khinh lờn. Mà nói đến cái chuyện kỷ luật, chúng ta nhớ rằng là cái ban này đã từng xử cái sân Hải Phòng, sân Lạch Tray là treo sân một trận. Nhưng mà cái án á, cái việc mà Hải Phòng phạm lỗi thì diễn ra ở V-League, nhưng mà treo lại treo ở trận địa cúp quốc gia. Tức là cái trận địa mà các đội bóng Việt Nam không mấy mặn mà. Thế thì cái kiểu kỷ luật như vậy, cái kiểu xử án như vậy nó khiến gia pháp bị coi thường. Và khi mà cái người nắm gia pháp ấy làm cho gia pháp bị coi thường thì bóng đá rất nhiều có nguy cơ loạn đả. Thế cho nên cái ý tôi viết là xử án kiểu VFF là nó nằm ở cái chỗ đó. Nằm ở cái chỗ là cách người ta kỷ luật không hợp lý. Chứ tôi không chê cái kết cấu của ban kỷ luật. Rất cảm ơn anh. Thưa anh là, thưa chú Hải, là cái rõ ràng là Liên đoàn bóng đá Việt Nam nó là một cái tổ chức xã hội nghề nghiệp. Thế thì là cho phép tôi được hỏi ông một chút xíu là ông là một người là đã hiểu về cái hoạt động của Liên đoàn bóng đá từ khóa 1 cho tới nay rất là rõ. Thế thì ông có thể là cho người hâm mộ được biết rằng là đợt này để mà chuẩn bị cho cái đại hội nhiệm kỳ 7 này thì Liên đoàn bóng đá đã có những cái chuyển động như thế nào, cái danh sách nhân sự đó như thế nào, trong đó có những cái người huấn luyện viên, những cái người cầu thủ nổi tiếng hay không? Liên đoàn bóng đá cũng đã chuẩn bị và cũng đã công bố một cái danh sách 44 ứng cử viên ra ban chấp hành, và trong đó có 8 người ứng cử chức chủ tịch và một số người ứng cử phó chủ tịch. Nhưng mà tôi phải thú thực với lại Song Hải và các bạn cổ động viên yêu quý rằng tôi thực sự lo lắng và thực sự phải nói là cho đến thời điểm này tôi không có một cái niềm tin nào nếu như cái bản danh sách đó và nếu như chúng ta cứ tiếp tục chỉ đạo hoặc là chúng ta tiếp tục là cứ tuần tự mà tiến tổ chức đại hội theo cái kiểu như thế này. Bởi vì tôi cho rằng chúng ta đã 10 năm làm bóng đá và vừa rồi là cái nhiệm kỳ vừa rồi là kéo dài tới 8 năm của một ông chủ tịch. Thì rõ ràng trong 10 năm đó bóng đá chúng ta lại trở lại với con số 0. Như vậy là thất bại. Và cho đến bây giờ thì lại tiếp tục lại có một cái kiểu làm giống như thế. Và 44 người trong cái danh sách này thì rõ ràng tôi rất đồng cảm với anh Hải. Tức là trong này nó không có những cái thành phần của những người làm bóng đá. Ví dụ như là cựu cầu thủ nổi tiếng tôi không thấy có mặt ai cả. Ông Lê Huỳnh Đức đâu, ông Nguyễn Hữu Thắng đâu, ông Trần Công Minh đâu. Những người đấy không xứng đáng à? Tôi không thấy một huấn luyện viên kỳ cựu, ông Vương Tiến Dũng, ông Lê Thụy Hải hoặc là ông Mai Đức Trung hay là có ông Mai Đức Trung nhưng mà một ông nào đó huấn luyện viên hoặc là các huấn luyện viên trẻ hoặc là những cầu thủ trẻ. Chúng ta không nên để cái tình trạng mà tiếp tục như là hai nhiệm kỳ vừa qua là chúng tôi ngồi trên cái ghế mà mỗi lần mà liên đoàn họp hội nghị chúng tôi nhìn lên một cái ghế chủ tọa thì chúng tôi nhìn thấy bốn ông chủ tịch, các phó chủ tịch chẳng ông nào là dân bóng đá cả. Và chúng tôi không nhìn thấy ở trong ban chấp hành là có những cầu thủ, những huấn luyện viên, những trọng tài thì có, nhưng mà những cầu thủ nổi tiếng, những huấn luyện viên, những người có cái chuyên môn sâu bóng đá không có. Và chúng tôi không nhìn thấy trong ban thư ký những cái bộ phận làm việc trực tiếp về chuyên môn, tôi không thấy có những chuyên gia bóng đá giỏi. Và Liên đoàn bóng đá Việt Nam không nhất thiết là một ông chủ tịch phải là người của bóng đá, nhưng ông ấy phải là người tập hợp được cái lực lượng. Bóng đá chúng ta không phải là lĩnh vực thể thao, lĩnh vực bóng đá tôi nghĩ là không phải là một cái nơi để mà những người không làm ở chỗ này nữa thì chỉ về đấy ngồi. Tôi nghĩ là như thế là hỏng hết. Và hiện nay chúng ta đang đi theo nền bóng đá, chúng là nói đúng ra là
chúng ta đang nghiệp dư nền bóng đá. Và tôi nói một câu hết sức đau lớn, báo thể thao 24 giờ đã phải nói lên cách đây là 2 tuần có đăng một bài báo nói là như vậy là cái nhiệm kỳ này người ta phá xong nền bóng đá. Tôi nghĩ cái điều đấy thật là đau đớn. Và tôi nhắc lại một câu của đồng chí Mai Liêm Trực nói là mặt bằng thấp hơn mặt bằng xã hội. Thế vậy thì những người bóng đá chúng tôi nghĩ là ngồi đây, tôi thực sự là xấu hổ. Chúng tôi hôm nay chúng tôi muốn truyền cái thông điệp này lên, và chúng tôi cũng rất mong muốn những cái cổ động viên nhiệt tình như anh Song Hải và các bạn hâm mộ, chúng ta phải chung tay có một tiếng nói để động đến những người có trách nhiệm cao nhất, ta chỉ đạo, điều hành làm sao cái đại hội này thực sự là đại hội của một cái tổ chức xã hội nghề nghiệp là bóng đá. Tôi chỉ nhấn mạnh là bóng đá nó chiếm một cái vai trò rất lớn, chứ không phải là bây giờ chúng ta tổ chức lên một cái đại hội mà toàn trong ban chấp hành toàn những đồng chí mà không liên quan gì bóng đá. Cao nghệ thì to gan. Đây ông làm gì, ông có cái nghề nghiệp này mà ông dám quyết định những vấn đề về nghề nghiệp đấy. Cho nên nghĩ cái đấy chúng tôi rất mong chờ những đồng chí lãnh đạo cao cấp phải có chỉ đạo hết sức đúng đắn và đúng hướng thì liên đoàn bóng đá mới phát triển, mới đi đúng hướng và mới làm cho cái trái tim của những người hâm mộ bóng đá người ta hài lòng được. Chứ còn tôi nghĩ lại tiếp tục vẫn như thế này, vẫn cái cách làm như thế này, tôi nghĩ là chúng tôi hiện nay tôi không có niềm tin. Thưa anh Phan Đăng, là cổ động viên chúng tôi mà khi đi cổ động cho đội tuyển, anh có biết không, chúng tôi rơi nước mắt rất là nhiều. Chúng tôi rơi nước mắt không phải là vì đội chúng ta thua các đội bạn, mà vì cái cách chúng ta thua. Và rồi rất nhiều người nhìn vào trong cái đại hội sắp tới của chúng ta và nhìn vào danh sách của 44 ứng cử viên, thì có rất nhiều bạn cổ động viên đã gửi email cho tôi và đề nghị tôi hỏi anh một câu. Thế thì cá nhân anh Phan Đăng nhìn vào danh sách của 44 vị ứng cử viên này, anh có tin tưởng rằng cái nhiệm kỳ này là Phú Quý sẽ không giật lùi nữa không anh? Cái chúng ta biết rằng là ban chấp hành VFF suốt nhiều năm qua ấy, nhiều thành viên ban chấp hành chỉ một năm ra Hà Nội họp 2 lần. Thế còn cái tiếng nói quyết định thì nằm ở 6 nhân vật của trong thường trực, và đặc biệt quyết định là nhân vật ông chủ tịch hoặc những ông nào đó mang tầm vóc chủ tịch nhưng mà lại trong một cái tồn tại trong cái ghế trá hình nào đó. Thế cho nên tôi nói chỉ nói một thứ thôi, đó là ông chủ tịch. Hiện nay á thì chúng ta biết rằng là có 3 ứng cử viên sáng giá nhất cho cái ghế chủ tịch VFF khóa tới. Một là ông phó chủ tịch tài chính của khóa vừa rồi, ông Lê Hùng Dũng. Hai là ông phó chủ tịch chuyên môn của khóa vừa rồi là ông Phạm Văn Tuấn. Và ba là thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch là Lê Khánh Hải. Thì đấy là 3 cái ứng cử viên sáng giá nhất cho cái ghế chủ tịch khóa tới. Tất nhiên bây giờ thì cái danh sách chính thức á, họ chưa chốt lại. Cho đến đầu tháng 5 thì họ mới chốt lại 3 người cuối cùng. Và lúc đó thì không loại trừ khả năng sẽ có một con người mới. Nhưng mà bây giờ hiện tại á, thì đây là 3 con người này. Thế thì chúng ta thấy gì qua những con người này, và chúng ta thấy gì về cái ghế chủ tịch ở khóa tới, thì đấy là điều cần phải nói. Thì tôi thấy thế này, đã gọi là tổ chức xã hội nghề nghiệp thì phải cho cái tính xã hội nghề nghiệp của nó được thể hiện rõ ràng. Thay vì ngành này chỉ đựng thế này, thay vì ngành kia giật dây thế kia, chứ một tổ chức xã hội nghề nghiệp mà lại bị các ngành nào đó giật dây rất khó hoạt động. Đấy là điểm thứ nhất. Mà ông chủ tịch á, chúng ta biết rằng là ông chủ tịch mà lại bị giật dây như vậy là cũng rất khó hoạt động. Điểm thứ hai tôi muốn nói ở đây rằng là cái ghế chủ tịch VFF á, theo tôi là phải dành cho những con người thật sự có tâm với bóng đá nước nhà. Thế còn nếu như chúng ta lên cái ghế đó để đúng như ông Hải nói, hoặc là khi ông ấy mất cái ghế ở chỗ nào đó thì ông có chỗ để ông ngồi, hoặc là ông ngồi lên cái ghế đó để ông tận dụng cái ghế đó để ông làm những cái công việc kinh doanh nào đó của ông ấy, thì tôi nghĩ rằng là bóng đá không phát triển được. Mà tôi nói cái điều này không phải là võ đoán. Nhiều người ở VFF có nói với tôi rằng là cái màu sắc là mượn ghế ở VFF để làm những công việc kinh doanh ở ngoài, không phải là không nghi ngờ, không phải là không được đặt ra, và không phải là không bị người ta nghi ngờ, đã có những cái màu sắc như vậy. Thế cho nên rằng là nếu tôi chốt lại là ông chủ tịch là người bị một ngành nào đó chỉ định để làm chủ tịch, được một ngành nào đó chỉ định để làm chủ tịch, hoặc là người ngồi lên ghế chủ tịch và nhờ cái ghế đó để đánh bóng cái thương hiệu kinh doanh của mình, thì bóng đá Việt Nam không có hy vọng. Đấy là quan điểm của tôi. Cho tôi hỏi anh một câu hết sức là thẳng thắn. Nếu trong 3 vị ứng cử viên đó mà cho anh được quyền bầu ai là một vị chủ tịch thì anh sẽ bầu ai? Thế nếu như có một cái nhân vật để ước mơ thì tôi ước mơ một cái vị chủ tịch như tôi đã nói là thỏa mãn được 2 cái điều ở trên, và là một người dám nói dám làm kiểu như ông Mai Liêm Trực. Thì đấy là cái ước mơ của tôi. Chúng ta tìm một ông chủ tịch tốt, đấy là điều kiện cần thôi. Cái điều kiện đủ là chúng ta phải tạo ra một cơ chế tốt cho chủ tịch ngồi lên. Tôi nói tiếp cái ý của ông Hải, tôi nói rất hay là tại sao bóng đá Việt Nam không có những con người chuyên môn ở trong liên đoàn. Tại sao? Có đấy chứ. Thật ra chúng ta đã có ông Lê Thế Thọ, khóa
khóa 5, đầu khóa 5 ông làm phó chủ tịch chuyên môn, mà ông Lê Thế Thọ là cầu thủ vàng của FC, như vậy là người đầy chuyên môn. Nhưng mà tại sao ông lại không ngồi được? Tại sao ngồi được? Để rồi đến sau khi ông đi thì cái ghế phó chuyên môn, cái ghế mà lẽ ra phải dành cho những cái chuyên gia bóng đá, thì lúc thì được ông Trần Quốc Tuấn kiêm nhiệm, sau đó ông Dương Vũ Lâm kiêm nhiệm, và vừa rồi thì ông Phạm Ngọc Viễn, tức là một nhà lý thuyết bóng đá thôi. Và cuối cùng thì là ông Phạm Văn Tuấn, cũng là một nhà mang màu sắc lý thuyết bóng đá, mặc dù cả ông Viễn lẫn Tuấn đều chơi bóng đá. Thế thì rõ ràng là những cái cầu thủ, những cái cầu thủ, cựu cầu thủ có chuyên môn, họ không thể tồn tại lâu được trong cái bộ máy này. Thì đấy là cái câu hỏi. Và chốt lại thì chúng ta tìm những con người tốt, đấy là điều quan trọng. Nhưng quan trọng hơn là chúng ta phải tạo ra một cái ghế tốt để cho người ta có thể ngồi tốt trên cái ghế. Thưa ông Vũ Mạnh Hải và nhà báo Phan Đăng, xin cho tôi được hỏi hai vị một câu sau cùng và cũng hết sức thẳng thắn. Đó là nếu cho hai vị một thang điểm từ 1 cho tới 10 để đánh giá về cái hiệu quả làm việc của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong khóa 6, thì hai ông sẽ cho điểm mấy? Chúng ta đã có hai nhiệm kỳ, tức là gần 10 năm. Chúng ta không ra nổi một cái lịch sử bóng đá Việt Nam. Chúng ta không tạo nên được một cái đội tuyển có bản sắc lối chơi về bóng đá Việt Nam. Chúng ta để mất những đội bóng có tên tuổi như là Thể Công, như Cảng Sài Gòn, như Khánh Hòa. Chúng ta đừng có mà đơn giản những cái chuyện đấy. Bởi vì đấy là nòng cốt, đấy là tinh hoa, đấy là cái biểu tượng của bóng đá Việt Nam. Mà chúng ta làm mất. Cũng như nếu thương hiệu của anh, một cái doanh nghiệp của anh làm mất thì nó còn cái gì nữa. Tôi hy vọng và mong muốn lãnh đạo Liên đoàn bóng đá khóa tới là phải đổi mới. Những người có nhiệt tình, những người là sao đáp ứng, không phải hoàn thiện, không cần hoàn thiện lắm, nhưng đáp ứng được những nhu cầu. Ví dụ có cái tâm đối với bóng đá, không có vì cái ghế của bóng đá mà làm lợi dụng đấy làm cái việc khác, và phải có cái bản lĩnh, phải có một cái cá tính đảm bảo một cái sự gọi là lãnh đạo của mình một cách là nó đàng hoàng và có quan điểm rõ ràng. Thưa nhà báo Phan Đăng, chúng ta nên nhìn hai mặt, nếu nhìn toàn bộ thì họ làm một điều là có cái chức vô địch của F Cup 2008, thì đấy cũng là một cái mốc mà khóa 5 và kể cả những con người của sau này làm tiếp khóa 6 có quyền để tự hào và có quyền để gọi là lấy lại cái lý lẽ cho mình trước những cái sự những cái điều phản biện của xã hội. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng là sang đến khóa 6 thì có lẽ là do khóa 5 nhờ cái chức vô địch đó tất cả bị đẩy lên cao quá. Và mọi người cũng cho mình nhiều cái quyền quá. Cho nên sang đến khóa 6 thì chính cái phúc đấy nó lại thành mầm họa. Tôi mong là khóa 7 ông nào lên ghế chủ tịch thì cũng không phá đi những chiến lược của khóa trước đề ra. Lúc đấy ông Hải có nói một ý tôi rất thích, đó là vấn đề là lịch sử bóng đá Việt Nam. Tôi kể một câu chuyện là khóa 4 ông Trần Duy Ly đã nhờ ông Ngô Xuân Quýnh, cố cầu thủ lúc đó, là viết một cuốn biên niên sử về bóng đá Việt Nam. Vì ông Ly lúc đó là phó chủ tịch khóa 4 thì có nói rằng là một nền bóng đá ấy, mà các cầu thủ chỉ thi đấu vì màu cờ sắc áo khi họ hiểu được lịch sử của nền bóng đá đó. Nhưng mà tiếc rằng là khóa 4 gãy giữa chừng. Và cái chuyện mà khi mà ông Ly về thì ông ấy có chuyển lại cái cuốn lịch sử bóng đá giang dở đó cho các người của khóa 5, chẳng hạn như ông Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn. Và lúc đó thì khóa 5 nhận và hứa là sẽ hoàn thiện. Nhưng mà rốt cuộc thì sau khóa 5, sau khóa 6, cái cuốn lịch sử đó vẫn là một cuốn lịch sử dở dang. Cuốn lịch sử bóng đá mà chúng ta vừa mới xem á, là cuốn của Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, chứ không phải là của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Như vậy nó nói lên cái gì? Một chuyện rất nhỏ thôi. Nó nói lên là cái tính kế thừa không có. Chúng ta vừa mới ra chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam là phải top 15 châu Á cho đến năm 2030 thì phải vào top 10 châu Á. Vậy thì một cái chiến lược đường dài như vậy mà chúng ta lại không có những con người bảo vệ chiến lược, mà chỉ có những người lên ghế rồi phá đi những cái chiến lược của nhiệm kỳ trước đặt ra, thì tôi cho rằng là đấy là bi kịch. Thưa quý vị, chúng ta vừa được nghe lời tâm sự hết sức tâm huyết của nhà báo Phan Đăng và chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải. Quý vị có thể đồng ý, quý vị có vẻ không đồng ý. Nhưng phần thưởng tốt nhất của quý vị dành cho chương trình chúng tôi là quý vị hãy giới thiệu chương trình này với bạn bè và người thân để cùng xem. Và mọi góp ý về chương trình, mọi ý kiến của quý vị sẽ được chúng tôi lắng nghe trên địa chỉ email tiêu điểm@anvien.vn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị cùng giờ vào tuần sau. Xin chào ông Vũ Mạnh Hải. Xin chào nhà báo Phan Đăng. Ngay trở lại của ông Lê Thủy Hải ít nhiều đã suôn sẻ khi BKMX Bình Dương không chỉ thể hiện được khí thế khác so với những trận đấu trước đó, mà còn có được điểm số quý giá đầu tiên ở mùa giải mới. Tân binh Đồng Nai đã gây được bất ngờ khi đánh bại thiếu gia Thành phố Hồ Chí Minh
là Sài Gòn Sơn Thành ngay tại sân khách. Điều đó đã cho thấy những bất ngờ thú vị vẫn còn xuất hiện tại V-League. Hay vua phá lưới Timothy đã nổ súng trên sân Ninh Bình. Rất nhiều những điểm nhấn đã đọc lại và nó cho thấy V-League vẫn đang diễn ra vô cùng hấp dẫn và đáng để mong chờ. Hãy cùng đồng hành với chúng tôi trong các chương trình toàn cảnh bóng đá Việt Nam tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.